Sự việc xảy ra tại một trạm dừng xe bus thuộc quận Âu Hải, thành phố Ông Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cụ ông 76 tuổi bị nam thanh niên phía sau đạp ngã ra đường ngay khi xe bus vừa chạy đến. Khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2018, nạn nhân là cụ Ngô 76 tuổi đang đứng chờ xe đi quận Âu Hải tại bến xe thành phố Ông Châu, thì họ Điền đứng phía sau bỗng nhiên dùng chân đạp mạnh một cái khiến cụ ngã ngay ra đường trong khi xe bus đang lăn bánh đến điểm dừng. May mắn thay, tài xế kịp thời phanh xe gấp và dừng lại cách cụ Ngô chỉ chừng hơn 10 cm. Sau cú đạp của họ Điền, cụ già bị yêu đương khắp người, đặc biệt là phần đầu và đầu gối. Theo thành quả giám định cho thấy cụ Ngô bị yêu mến le gen 2. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đội quản lý bến xe phía Nam thị trấn Ông Châu đã mau lẹ vào cuộc, tìm cầm giữ đối tượng và giao cho lực lượng cảnh sát xử lý. Đối tượng bị chất vấn tại tòa. Được biết, đối tượng họ Điền, sinh năm 1978, người thị trấn Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước đó, họ Điền đã liên tục phạm tội. Năm 2011, tên này bị tòa án huyện Tấn Dân, thị trấn Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang tuyên án phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật. Năm 2018, họ Điền nối tiếp bị công an huyện Dân Hòa, thị trấn Lệ Thủy tạm giam 10 ngày về tội trộm cắp. Trước khi vụ việc trên xảy ra, đối tượng xoàng xuyên lăng băng khắp các ngóc ngách trong ngoài bên xe, thậm chí nhiều người còn nhận thấy đối tượng có nhiều hành vi bất xoàng như nhập có lấy nước uống, tắm trong phòng để nước uống. Theo như điều tra, đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, tuy nhiên chưa đến mức mất đi khả năng phân biệt cũng như khả năng tự chỉ dẫn hành vi của mình, vì thế tòa án quyết định truy cứu vết nghĩa vụ hình sự. Sáng ngày 17 tháng 10, tòa án quận Âu Hải mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại đây, luật sư và quan tòa đã nhiều lần hỏi nguyên do tại sao đối tượng lại đạp ông Ngô xuống đường. Họ Điền chỉ thẳng nhiên trả lời, mình không quen biết nạn nhân và hắn nói cảm thấy, ông già đó cầm tôi phải đưa cái túi trên tay tôi cho ông ta, nhưng tôi không đưa. Trong đó tôi để quần hắn và đống cỏ tôi vừa nhặt được. Ngoài ra hắn cho biết hắn không hề nhớ có thì thầm với nạn nhân đứng xếp hàng phía trước. Tuy nhiên theo như camera an ninh cho thấy, cụ Ngô không hề đòi bất kỳ đồ gì của hắn. Cuối cùng, tòa án quận Âu Hải tuyên án phạt tù 1 năm 6 tháng đối với đối tượng họ Điền vì tội cố ý giết người. Theo quyền hào nè.